Hello anh em, cửa hàng Vinh Order Đông lại có một mẫu đầu cassette của dòng Pioneer. Nếu mẫu đầu này thì theo nguyên bản nó là theo bộ Pioneer 7009 các bác nha. Hình thức đẹp xuất sắc luôn. Mặt tiền phay nhôm sáng bóng, cửa hàng báo giá cho anh em con đầu này. Đặc biệt mẫu đầu này đọc tiếng nghe trong vắt anh em ạ, trong vắt luôn. Đây là cửa hàng đang thâu cái băng này luôn anh em nha. Một cái băng cũ, chút nữa cửa hàng sẽ chạy lại cái băng này để anh em cảm nhận được cái chất âm trong vắt của nó. Báo giá cho các bác luôn là giá 2.800.000, giá tại cửa hàng 2.800.000 thôi. CT415 đèn tia. Khi mình thâu nhạc hoặc làm dề thì cái volume này nó có tác dụng là volume, còn khi chỉ chạy riêng cái băng thì cái volume này không tác dụng các bác nha. Đó, đẹp xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Đây là mặt bên. Ở đằng sau thì sẽ có đường tín hiệu vào để thâu âm và đường xuất tín hiệu xuống âm ly. Đó, output. Mặt sau đẹp anh em nhé. Mang giá trị chơi cổ và siêu tầm rất lớn luôn. Bên trong đẹp keng, bên trong siêu đẹp luôn anh em nhé. Stop đây, bây tua đi tua lại này. Đó. Cái băng này đang được thâu nhá. Bây giờ sẽ chạy lại cái nhạc vừa nãy thâu này. Anh em thấy sao? Cái nhạc của nó như là nhạc của đĩa CD hoặc là nhạc từ trên mạng luôn. Đẹp keng luôn nha. Có nghĩa là chức năng chạy và thâu phát tốt. Đấy, cái nhạc lúc nãy các bác đang nghe thì bây giờ được thâu lại. Đó. Nói là đầu từ con này còn rất tốt luôn. Ok. Ok, xin chào anh em.